Trà Vinh, vùng đất được du khách gần xa biết đến là miền đất Phật, nổi tiếng với những ngôi chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Bạn sẽ có dịp tham quan bãi biển rợp bóng Phi Lao, những cù lao trái cây rộng lớn và hệ sinh thái đặc trưng của rừng ngập mặn sẽ tạo nên những điểm đến hấp dẫn. Và đó là những địa điểm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Thành phố Trà Vinh được vinh danh là đô thị xanh của đồng bằng sông Cửu Long hay thành phố trong rừng cây cổ thụ. Nơi đây cũng là nơi còn lưu giữ những di tích văn hóa du lịch cấp quốc gia. Cũng ngay tại thành phố Trà Vinh, du khách còn bị lôi cuốn bởi món bún xuông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử đạt giá trị ẩm thực châu Á lần thứ 2 năm 2013. Đền thờ Bác Hồ, công trình trái tim, một biểu tượng của tấm lòng người dân Trà Vinh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có diện tích rộng 5,4 hectare với các hạng mục chính như đền thờ Bác Hồ, nhà trưng bày thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là mô hình nhà sàn Bác Hồ được thiết kế với tỷ lệ 97% theo nguyên bản nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội. Khu văn hóa du lịch Ao Bà Ôm có khuôn viên rộng 84 hectare với các khu di tích cấp quốc gia như Ao Bà Ôm, Chùa Ân và nhà bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer, lưu giữ rất nhiều hiện vật phong phú về đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa vật chất của người Khmer Nam Bộ. Hàng năm vào ngày rằm tháng 10, tại khuôn viên khu văn hóa còn tổ chức lễ hội Ốc Ôm Bốc, còn gọi là lễ cúng trăng, là sự kiện văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2014. Biển Ba Động nổi tiếng với bờ cát phẳng lì, trải dài, đầy hấp dẫn, cùng nét hoang sơ thơ mộng, thu hút đông đảo du khách với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1.340 tỷ đồng, là nơi thích hợp cho các loại hình du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng, cắm trại dã ngoại. Nằm trong khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động, thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh có vị trí đẹp, diện tích là 6,97 hectare, phong cảnh hài hòa, thơ mộng, thích hợp là nơi tham quan tu học của các tăng ni Phật tử. Chùa Vàm Ray, chùa mang nét cổ kính truyền thống của Phật giáo Nam Tông Khmer Nam Bộ, với tượng Đức Phật Thích Ca nằm dài 54m, cao 20m, ngang 16m, được sơn son thiếp vàng. Đây là tượng Phật nằm to lớn và duy nhất ở Trà Vinh hiện nay. Chùa Cơ Bông Trà Ray có kiến trúc độc đáo, cổng chùa giống cái hang nên người dân gọi là chùa hang, tọa lạc tại thị trấn Châu Thành. Chùa nằm giữa khuôn viên hơn 2 hectare cây xanh. Đặc biệt các vị sư trong chùa cũng là những nghệ nhân điêu khắc gỗ, sản phẩm làm ra mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Cù lao Long Trị, một điểm không thể thiếu khi đến Trà Vinh là những cù lao xanh tốt, và cù lao Long Trị nằm trong số đó. Đến đây, ngoài ngắm cảnh sông nước, những vườn cây ăn trái, hít thở không khí trong lành, du khách còn được thưởng thức nhiều đặc sản độc đáo. Cù lao Tân Quy, khi đến tham quan cù lao vào mùa trái cây chín từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, bạn sẽ dễ dàng tìm gặp bên đường hoặc vào tận vườn để tham quan và thưởng thức những loại trái cây, đặc biệt là dừa sáp, đặc sản của Trà Vinh. Khu du lịch sinh thái Hàng Dương thuộc huyện Cầu Ngang hiện nay đang kêu gọi đầu tư với tổng chi phí dự kiến là 175 tỷ đồng. Đến Cầu Ngang, bạn đừng quên ghé qua làng nghề bánh tét Trà Khuôn, loại bánh đặc sản Trà Vinh mang về làm quà cho người thân, bạn bè và gia đình. Trà Vinh có tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng với những điểm hấp dẫn, là điều kiện thuận lợi để du lịch Trà Vinh phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Chính quyền và người dân đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng để phát huy tiềm năng, kết hợp phát triển bền vững, đưa du lịch Trà Vinh gần hơn với du khách trong và ngoài nước.